Nhưng mà sẽ bị thở oxy à? Ok, như này không xem lắm. Đây mình phải đánh chuẩn chỉ, đánh như sư khoan. Một đập ở cái cơn nhá. Hay là cơn ớ. Vãi đâu vãi. Đúng là đâu vãi. Rồi hay thì kỹ luôn, rồi phó tiến vào của Hugo. Tùy vào số năng lượng của nhân vật nè, cho thì kỹ khi đầy thì nó đang cái số nạp là ok chẳng. Không mạnh cũng không yếu, tôi cần gánh tôi là được rồi, cái gà bông đó hay. Không không mạnh cũng không yếu, đủ gánh là được anh. Nói chung là cái con boss này nó có cái điểm yếu băng. Chúng ta có thể dùng chi liêu phá hồi điểm yếu được, cũng mạnh mẽ chứ. Đấy. Liên tục mà chọn chi sạc cái thực kỷ của Susan á. Rồi nổ hay. Đáng thường. Thế nên chờ cái con bò lớn này nó sinh sôi thêm mấy con bò nhỏ. Úp úp phải chịch chờ. Mình phải để cho nó sinh sôi đó. Phải đâu chứ. Nó quẹt vậy thôi mình muốn nghi ngờ nhân sinh đây mà. Nghi ngờ nhân sinh á. Rồi hay, kỹ luôn. Mà học có online mà không được gì nào bắt đầu cây đồ quy ri nhé. Không mạnh cũng không yếu, tôi chỉ cần đủ gánh tôi này. Ok rồi coi, tôi thấy đao nó cứ đầm đầm mà chơi cũng vui. Định mệnh sao nổ gì mai sớm rồi ảnh. Ok nhé. Hai anh em giữa. Rồi ok. Chung là Hugo này ổn định đấy. Quan trọng là thanh máu cuối thôi. Thanh máu cuối anh ta mới biết là tới công chuyện hay không. Và nhiều phụ sơn này có thiết vệ nhỉ, phụ sơn không có thiết vệ thấy muốn tới công chuyện rồi đấy, tôi thấy không tới công chuyện, tới công chuyện, ai có thì kỹ, hết cứu à, đi tiên hết cứu, nổ hai, nổ luôn, luôn, rồi xong rồi, rồi ok, chỉ hồi ra bốn con bọ. Rồi ba con hả? Ba con thì ba con, không sao. Không sao này. Là khi bị nổ này, con bò như bị nổ. Hút này. Chúng ta sẽ hồi máu đi, phá hủy cái bọc màu cho người phụ xuân. Không nên để cái bọc màu cho người phụ xuân quá lâu. Rồi chúng ta sẽ tới công chuyện. Rồi đánh thừa này. Rồi đánh thừa được rồi. Rồi chúng ta sẽ có tiến vào của khu vô. Ôi sợ ơi. Ý là mai thi luật tiếng Pháp, mai vô phòng thi đâu em tàn đánh bò đó luôn. Ok, tôi bị rêu quá nha. Ok em ơi. Còn cứu được á, nghĩa là cái cánh là còn cứu được chứ. Rồi, tôi có luôn từ cái cục xuân này. Creation. À ok, 200 ngàn sát thương. Ổn đấy, cũng ra gì nọ nè. Rồi thì kiểu hô luôn. Đây không nổi đâu à, nổi chưa ta hay không biết rồi. Còn phải là còn gỡ, ok. Rồi 5 con rồi, 5 con. Mình sẽ thức kỹ thế này đi. Hy vọng là lập được con bò nổ luôn thì ngon. Lập được con bò nổ chứ là mình tới công chuyện. Rồi không được bò nổ rồi lụm rồi. Oh, đau vãi. Oh, đau đấy. Mình hay tính sau. Đẹp là được. Mình hay tính sau thì là con này. Ok. Chúng ta liên tục tốt cái tầng Hugo trên ngựa mắt lớn. Wow, đau. Nhìn đau si rồi, đúng rồi, đã em biết rồi. Nhìn thấy oxy rồi. Nhớ lại quá khứ đau thương, đúng rồi, lần Siyu. Thật sự quá khứ đau thương anh. Đau phải. Nổ hay, nổ luôn, tuyệt vời. Ok, hút này. Bấm lên cho Fuson đi. Đấy, tiếp này, ok. Đánh này. Có phá hồi dữ yếu luôn hai. Đánh thường cái tiếp này. Rồi chỉ hồi ra mấy con bò này, ok, Fuson luôn. Ôi, đánh như sát giáo khoa.
Đến như sách giáo khoa này. Thì bạn này quen lắm, cái đầu query nhá, cái đoạn này cũng thấy quen quen anh. Bạn này cũng thấy quen quen đấy. Không biết gặp ở đâu chưa. Bạn này cũng hơi quen này. Gặp ở đâu chưa này. Cảm giác như Phu Xuân giống giờ Chile này không có cách ấy. Không có kiểu phá hủy được con bò nổ nhanh nhanh. Không thấy cũng hơi căng này. Từ rồi về ảnh khá mạnh, có điều đeo không to thôi, đeo ổn định là ok, hay quá. Rồi lắm. Thích ai hero người đó thôi, hai anh này gặp ông ấy quá quá tuyệt vời luôn, quá chuẩn luôn. Thích ai hero người đó thôi. Rồi hai, 18%. Hành máu cuối là cái hành máu mình tới công chuyện anh. Máu cuối là cái hành mình tới công chuyện, cái hành máu này. Đâu phải. Đâu ấy rồi. Nhập hồi máu nhé. Ô xin đến sau à, hối hợp với hội nhóm Zalo của con bạn. Ok Linh xin dú nhé. Ok lời mới. Ôi xồi 1% kìa. Chơi kỳ vậy. 1%. Cảm ơn Maya81211 đã follow Zalo 2 nhé. Cho nên có một tổ xem live show vui vẻ. Phải 1%. Thế mà cũng được. Chơi vậy mà coi được. Còn chúng ta sẽ tiến vọng hư vô nếu nha. Dạ hư vô rồi. Chắc chắn tôi là hư vô này. Và này nó sẽ hồi máu, tăng cái máu của Phu Xuân thôi. Này lên 8000 máu này. Đấy. Đấy rồi thì kiểu. Ngày nào cũng nhắn lời yêu 22 trên 24 giờ. À hai này Linh sẽ dúi. Thì là yêu 22 trên 24 giờ. Này em mới. Quá tuyệt vời. Nào bóp này. Đấy có rồi. Tiếng từ từ kể Phu Xuân. Đó. Tuyệt vời. Đó, tiến vọng luôn. Rồi hai. Có luôn thì kỹ. Lập anh em, để xuống. Rồi hai. Thì xí anh đẹp nhạc dùm luôn à. Ăn ạt cái gì vậy em ơi. Anh em tập trung chi ngon quá. Anh cũng không biết anh em muốn ạt ạt cái gì đây. Rồi. Cái gì mà bé yêu rồi còn dạ. Đi sẵn không sao chứ bọn ngáp thì khoai à. Đúng rồi mọi người, bọn ngáp phát là thấy khoai ngay. Hai này chuẩn bị tới con công chuyện. Nổ hai. Đâu vãi. Này từ từ đi, con này cảm giác như người đó nó không có đúng lắm. Mình sẽ hồi máu, Dạ thôi, hỏi là ba cái còn mệt. Ok. Ma trận luôn. Rồi dậm này. 3, 2, 1, 5. Ơ đừng. Ái liếu mà. Mất cái bảo hiểm. Tí cái bảo hiểm. Ai không máu luôn à, trắng máu rồi anh. Còn một con nữa, chứ mà vẫn còn hút một con hỏng rồi. 3%, căng hết rồi. Ấy giờ nó cho cái con bò đứng giữa. Ôi tiếng cười này. Bay bảo hiểm mà, bay bảo hiểm. Căng rồi, căng. Mình phải cố gắng để Phu Xuân sinh tồn được đó. Khó, sự khó. Sự khó phải này. Để chắc em một. Anh vừa lấy cái tâm thần chú à. Đúng rồi nha, chị ơi. Thần chú. Đây cục tí thần chú em. Hay nổ rồi, tuyệt vời. Đánh luôn. 5%, một tí nữa anh em ơi. Anh chỉ còn một tí may mắn thôi anh em ơi. Một tí nữa thôi này. 5% anh em ơi. Một xíu thôi à, anh chỉ còn một xíu thôi nha. Không cần nhiều đâu. Một chút thôi. Xin đấy, còn một chút thôi. Rồi, có kỹ. Anh còn một chút xíu siêu nữa thôi anh em. Là quá ngáy, 3%. Xíu nữa này. Cái con bò lớn này nổ, cái con bò kia cũng đi luôn. Rồi hai. Đấy. Tuyệt vời. Đó.
lý gọi là qua đúng là Việt Nam hãng quá cái là qua đấy nhỉ, cái phòng là qua nhỉ. Ôi trời ơi, rồi qua rồi xong rồi. Oh yes sir, nice sir. Hay quá anh ơi. Qua rồi anh em, chắc chắn là qua. Hôm qua mới lạ luôn. Cô bạn vừa em thấy à, ok dần đây nhé. Em sẽ bóp đèn công trường thì không xóa được. Ok list, xem cái story. Hay quá anh ơi, quá hay Yuna ơi.